Hả? Khó chọn quá. Một bên là mẹ ác quỷ, một bên là mẹ thiên thần. Chọn mẹ nào? Mẹ thiên thần thì nghèo, nhưng mà được là được lên thiên đường. Còn mẹ kia vừa giàu vừa đẹp nhưng mà xuống địa ngục. Thôi con chọn mẹ thiên thần đi, để chú chọn mẹ ác quỷ cho. Nghe lời chú, con hãy về với mẹ đi, mẹ con khóc kìa. Nhấn like để xem sự việc gì ạ? Ok, nhấn like đi mọi người. Chuyện gì đã xảy ra? Hả? À trời, đốt chết. Trời, à thì ra bồn cầu. Thôi con về với mẹ bên đây là đúng rồi. À, ý tiền cũng của con luôn kìa, qua hốt.